Hi, chào các bạn nhé. Chào mừng các bạn quay trở lại với channel của Hội. Thì clip này mình sẽ đưa các bạn xem một cái quá trình mà mình với lại một người ở nước ngoài họ dỡ một cái phần của ô tô ra phía bên ngoài ha, di chuyển cái ô tô từ ở phía trong gara sân ra ngoài phía bên ngoài. Thì cái này cũng khá là nặng các bạn. Thì quá trình này là cũng ít người quay ấy, cho nên là mình sẽ làm clip cho các bạn xem nha. Sẽ dỡ cái ô tô, di chuyển cái ô tô, cách di chuyển ra như thế nào. Tại vì mình sẽ cho các bạn xem cái phần ô tô này nó khá là nặng các bạn. Đây mình sẽ quay cho các bạn xem nè. Đây ha, các bạn thấy cái ô tô ha. Thì nó đã được tháo hết tất cả các cái linh kiện máy móc ở phía trong rồi. Thì bây giờ nó có một cái khung sắt như thế này. Đây, các bạn cho các bạn xem đây, này, cái khung sắt này khá là to các bạn. Đấy, các bạn thấy cái khung sườn của xe ô tô nè, nó toàn bộ là cái khung này là bằng sắt hết nha các bạn nha. Thì mình sẽ cùng với lại cái người nước ngoài này, hai người nước ngoài để mình di chuyển cái khung sắt này ra phía ngoài. Đấy, thì cái quá trình này cũng khá là mất thời gian các bạn. Đấy, và nó khá là nặng các bạn, tại vì cái khung này bằng sắt các bạn. Thì khi mà quá trình cưa ra thì nó rất là nặng các bạn. Đấy, đấy các bạn thấy cái khung này bằng sắt này, cắt ra, khi mà cắt ra các bạn thấy đâu, đây là một cái lớp sắt rất là dày luôn. Thì khi mà cắt ra như thế này thì mình đã tiến hành cắt cắt ngang cái phần phía trên các bạn, cắt ngang phần phía trên xong rồi tất cả các cái thành á mình sẽ cắt ngang hết cái phần trên. Đây các bạn thấy mình cắt ra. Đấy, cắt ra để mà mình sẽ di chuyển từng phần các bạn, tại vì mình khi mà di chuyển thì sẽ không có cái thiết bị máy móc để mà di chuyển, mà di chuyển bằng sức người các bạn nhé. Thành ra là mình sẽ phải cắt ra từng phần như thế này. Đầu tiên thì hôm nay mình sẽ cắt cái phần phía trên này, sau đó mình sẽ di chuyển. Lát mình sẽ quay cho các bạn quá trình mình di chuyển ra nước ngoài, ra vào phía ngoài ha, phía ngoài đường ha. Còn đây là phía trong cái sân, sân phía sau ha. Thì lát nữa mình sẽ di chuyển ra phía ngoài phía kia. Đấy. Thì các bạn xem. Nếu các bạn thấy những clip như thế này hay hữu ích thì like video để ủng hộ mình nhé. Mình sẽ có thêm những cái clip hay hơn về xe ô tô nha các bạn. Đặc biệt là sắp tới mình sẽ có ra video về xe Tesla nha các bạn. Thì mình sẽ khám phá như thế nào cho các bạn xem những thành phần bên trong cũng như bên ngoài của xe Tesla các bạn. Đấy, thì nếu các bạn like video để ủng hộ mình, để đặc biệt là được thuật toán YouTube đề xuất video của mình để nhiều người hơn. Nếu các bạn chưa đăng ký kênh thì nhấn đăng ký kênh để xem những clip mới nhất của mình nha. Thì mình còn rất là nhiều xe ở đây để mình quay cho các bạn xem ha. Đây. Ở phía trong này thì nó có cái hai cái xe nữa các bạn. Này. Xe Mazda này các bạn, xe Mazda này. Mazda này đang đắp chiếu các bạn. Đấy. Một chiếc nữa phía bên trong kia, đây là hai chiếc các bạn. Thì đang quá trình sửa chữa các bạn à. Đấy thì quá trình mà sửa chữa thì mình sẽ quay cho các bạn xem. À, cái nào hay hay mình sẽ quay cho các bạn xem, tại vì cái này không phải mình sửa mà cái người tay này người ta sửa, cho nên là mình sẽ cái nào hay mình thấy thú vị thì mình sẽ quay cho các bạn xem. Các bạn chỉ cần đăng ký kênh, nhấn nút rung chuông để theo dõi những clip mới nhất của mình. Đấy, thì lát nữa mình sẽ quay quá trình di chuyển nha các bạn nha. Ok. Ok các bạn, thì mình đã vừa cho các bạn xem cái quá trình mình di chuyển cái phần phía trên của cái ô tô này ha, cho các bạn xem nè. Đấy, phía trên thì mình đã di chuyển xong rồi. Đấy, di chuyển từ cái góc phía trong này đấy. Các bạn thấy bây giờ nó chỉ còn phần phía dưới thôi các bạn thấy không? Đây, nó chỉ còn còn phần phía dưới thôi, phía trên mình đã di chuyển rồi. Đấy, đấy các bạn thấy không? Cái khúc này nè, khúc phía trên này mình di chuyển rồi nè. Bây giờ nó chỉ còn phần dưới thôi. Đấy. Thì mình đã di chuyển ra phía phía bên này. Đấy, di chuyển ra phía bên này. Hai người khá nặng các bạn. Đấy. Đấy. Thì hai người Tây họ di chuyển này khá là nặng các bạn thấy không? Hai người rồi, hai người trưởng thành đó. Mà di chuyển rất là nặng luôn các bạn. Thì khi nãy mình chuyển ra, mình chuyển ra thì để phần đấy, phần đấy thôi. Bây giờ cái phần này còn lại thì hôm nào mình sẽ di chuyển tiếp. Tại vì các bạn thấy là ở phía bên nước ngoài họ, những cái người hàng xóm họ khi mà
làm ồn quá các bạn, tại vì khi mà cắt cái phần phía trên này ra ha, cắt phần phía trên đó, cắt ra thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ tạo ra tiếng ồn các bạn. Đấy, thì khi mà dùng cưa máy để mà cắt ra các bạn, nó sẽ tạo ra tiếng ồn, thành ra là họ sẽ cắt từng phần các bạn, tại vì cắt nó tạo ra tiếng ồn thì sẽ bị hàng xóm người ta khiếu nại các bạn, thì cái điều này là không có tốt bên Úc. Nhưng mà gần như là hạn chế cái việc gây tiếng ồn ảnh hưởng đến người hàng xóm các bạn, thành ra là họ sẽ cắt từng phần. Hôm nay họ cắt cái phần bên này thì thành ra là mình chỉ phụ họ làm để mà chuyển ra phần đó thôi. Còn tiếp theo cái phần phía dưới, các bạn thấy cái phần phía dưới của ô tô á, cái phần phía dưới đó thì nó sẽ còn khoảng 2 phần 3 nữa, thì sẽ hôm khác là cắt tiếp các bạn, cắt xong rồi chuyển ra tiếp. Đấy. Thì mình sẽ có rất nhiều cái nội dung content về ô tô các bạn. Đây là những cái phần linh kiện của ô tô các bạn, những phần này là vẫn còn dùng được hết nha các bạn nha. Thì mình cũng không rành về ô tô lắm, nhưng mà có cái nào hay hay về ô tô thì mình sẽ quay cho các bạn xem. Đấy. Còn hôm nay mình sẽ quay cái cách để mà di chuyển cái ô tô, cái phần của ô tô ra ngoài phía kia thôi. Đấy. Ok, cảm ơn các bạn đã xem clip này nha. Ba hẹn các bạn ở clip sau. Nếu các bạn thấy những clip như này hay quá thì like video để ủng hộ mình. Và đặc biệt là để thuật toán YouTube đề xuất của video của mình để nhiều hơn. Nếu các bạn chưa đăng ký kênh thì nhấn đăng ký kênh và nhấn nút chuông chuông để theo dõi clip mới nhất của mình. Cảm ơn các bạn đã xem clip này. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở clip sau nha.